Hey handsome, it's your boy next door, Quốc Khánh. Sài Gòn bây giờ đã bắt đầu vô mùa nóng rồi, các bạn có thấy không? Và có nghĩa là mùa hè đã tới, mùa yêu thích nhất của Khánh luôn. Và nói tới mùa hè thì không thể nói tới quần short. Nó giống như là combo, ăn burger là phải ăn với khoai tây chiên, ăn bánh mì là phải ăn với pate, ăn bún đậu thì phải ăn với mắm tôm. Ý của Khánh đó nghĩa là một sự kết hợp hoàn hảo. Trước khi đi vào trọng tâm chính của video ngày hôm nay thì Khánh muốn nói những tiêu chí của mình để lựa chọn một chiếc quần short. Bởi vì Khánh là một người cực kỳ thích mặc quần short và... Nhưng mà không phải với tâm thế là mặc để tránh những tác động của tự nhiên, mà là mặc để đẹp. Mọi lúc ở nhà, ra đường, trừ những lúc mình đi hội họp hoặc là đi những nơi formal thì quần short là lựa chọn ưu tiên của Khánh. Cảnh đầu dòng đầu tiên đó là form dáng của một chiếc quần short. Nghe hơi kỳ đúng không? Nhưng mà nó sẽ hợp lý nếu phụ thuộc vào phần đùi của bạn. Khánh sẽ ưu tiên chọn những form quần ống rộng vì những chiếc quần slim fit mình cảm thấy nó không còn hiện đại nữa và mặc vào nó không thấy đẹp trên người của mình. Và nếu mà mặc những chiếc quần ống rộng thì đó là một lợi thế cho những bạn nào đùi to. Thứ hai đó là độ dài của một chiếc quần short. Theo ý kiến cá nhân của mình thôi thì mình thích mặc những chiếc quần ngắn trên gối hoặc là ngắn ngay vừa gối. Ngắn ngay gối. Vì mặc như vậy khiến mình cảm thấy chic hơn. Còn bạn thì như thế nào? Hãy comment ở dưới cho Khánh biết nha. Và bây giờ mình sẽ đi vào chủ đề chính của video hôm nay, đó là ba mẫu quần short mà bạn nên có trong mùa hè 2021. Đầu tiên đó là một chiếc quần nylon short. Nylon short được thiết kế lấy cảm hứng từ outerwear như là leo núi, đi bộ dốc đường dài, cho nên nhìn vào là thấy liền có một hơi hướng techwear và sporty. Khác với những chiếc quần nylon short thể thao hoặc là running short thì chất liệu này nó sẽ dày hơn. Nylon short ASMR. Nhưng mà yên tâm là nó vẫn nhẹ. Bên cạnh đó thì nó rất là nhanh khô và đó là một điều mà Khánh thích ở nylon short. Đặc biệt là những chiếc quần nylon short nó sẽ có phần dây điều chỉnh rất là linh hoạt. Và bạn biết rồi đó, ở trong thành phố mà trời mùa hè nó nóng, nó oi bức, nó ngột ngạt mà bạn phải đeo một cọng dây da nặng nề cồng kềnh thì có một cọng dây điều chỉnh may ẩn bên trong như vậy thì... Và để phối một chiếc quần hiking inspire này thì Khánh sẽ dành gợi ý cho những tấm chiếu mới, những bạn nào đang bắt đầu tìm hiểu phong cách, đứng trước tủ đồ nhưng mà không biết lựa chọn gì, nhưng mà vẫn muốn lựa chọn một chiếc quần nylon short để mặc thì mình nghĩ một chiếc quần short màu sắc sẽ đẩy phong cách của bạn được nhiều hơn. Để giảm bớt độ nổi từ chiếc quần và nhìn cho nó chill hơn thì mình sẽ phối với một chiếc áo thun đen. Tuy đây là một chiếc áo dài tay nhưng mà với chất Aerism của Uniqlo thì nó sẽ thoáng khí và dễ thấm hút mồ hôi cho mùa hè, cũng như là che nắng luôn phần tay cho các bạn. Kết hợp với một đôi Adidas Retro và một đôi vớ cao cùng tông màu. Combo hai màu cam và nâu sẽ tạo được sự gần gũi hơn cho những ai đang tập phối màu chưa có dám thử nghiệm nhiều. Đi cùng với đó là màu đen để các bạn nam luôn trendy nhưng vẫn có cảm giác an toàn. Chiếc quần tiếp theo sẽ là một chiếc quần quá quen thuộc với các bạn. Một chiếc quần essential luôn có trong tủ đồ vì sự tiện lợi, thoải mái, mềm mại, nhưng cũng thể thao, slouchy. Slouchy là gì? Thả lỏng. Đó là chiếc quần sweatshirt hay các bạn còn gọi đó là quần nỉ. Một chiếc quần có màu khá là lạ, pha giữa màu xanh và xám nhạt. Mình sẽ lựa chọn phối đơn sắc cho chiếc quần này, mặc với một chiếc áo flannel oversize sọc xanh. Layer bên trong là một chiếc áo thun cũng cùng tông xanh. Và cuối cùng đó là một đôi sneaker. Chiếc quần thứ ba là một chiếc quần trendy của 2 năm trở lại đây và nó được gọi là Bermuda short. Và trong lịch sử nó được thiết kế để phù hợp với những nước trong xứ nhiệt đới giống như là ở Việt Nam. Đây là một chiếc quần khá là kén người mặc vì không phải ai mặc cũng hợp và nó có một bất lợi, đó là sẽ khiến cho bạn lùn đi vì độ dài của nó sẽ dài qua gối và việc này sẽ cắt ngang người bạn không thương tiếc. Cộng với phần ống quần rộng nếu mà xử lý không khéo thì giống như là bạn đang bơi trong nó vậy đó. Với chiếc quần Bermuda này, mình muốn có một vibe mùa hè và dành thời gian để relax, nên mình sẽ chọn một chiếc áo chất linen màu trắng.
phần trên với form dáng oversize loose fit từ áo cho tới quần, thì phần dưới mình sẽ tiết chế lại để cân bằng tỷ lệ cơ thể. Một tip dành cho các bạn đó là những đôi giày có wide quấn ngay mắt cá chân sẽ giúp cho phần nhìn của bạn được cao hơn. Và với chiếc quần short này thì đôi sandalia sẽ phát huy điểm mạnh đó. Trắng, đen và nâu phối với nhau rất là tinh tế, đồng thời tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên qua các chất liệu mà mình sử dụng. Ok, đó là ba mẫu quần short mà Khánh gợi ý dành cho các bạn nam trong mùa hè năm nay. Nếu mà bạn có update tủ đồ thì hãy cân nhắc về nó. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Như đã nói ban đầu thì mùa hè là một mùa yêu thích nhất của Khánh, cho nên Khánh nghĩ là sẽ làm nhiều hơn các video về chủ đề mùa hè. Hãy subscribe nếu bạn quan tâm và có cùng sở thích. Like, share, comment, subscribe. Và kết nối với Khánh ở Instagram. Và một điều cuối đó là hãy yêu bản thân mình và luôn trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Hẹn gặp lại.